7 con bé con nhà em nó bị đau mắt đỏ. Nó sáng ngủ dậy là mắt nó không thể mở được. Nó dính chặt rử các hướng xung quanh và phải lấy cái khăn mặt ướt nhầm chấm vào cậy lau, vừa lau vừa cậy lúc sau nó mở mắt nó ra thì mắt nó đỏ ngầu lên. Và đấy thì mặc dù là mới học được một số ít buổi nhưng mà cũng xem trên mạng, xem đọc sách của các thầy thì bấm và làm một cái bộ phác đồ để chữa đau mắt đỏ cho nó, thì gồm có bước thứ nhất là cầm máu. Thì đầu tiên mắt nó đỏ khoảng ví dụ như là chia tính trên thang 10 thì mắt nó đỏ 10, thì khi mà cầm máu xong thì mắt nó giảm đỏ xuống còn khoảng tầm 9, 8, 9 gì đấy. Xong làm tiếp đến bộ tan máu bầm thì nó còn 7, 8. Tiếp đến là bộ tiêu viêm thì còn khoảng là 5, 6. Tiếp đến là giảm đau giảm nhức thì nó xuống còn khoảng 5. Tiếp đến là làm cái bước là đặc trị về đau mắt đỏ cấp, vì mới bị thế thì làm luôn cái bộ cấp cho nó nhanh. Sau đó là tác động vào đồ hình, ví dụ như là lăn chấn vào tay, các mắt tay giả, mắt giả này, rồi mắt cổ tay, mắt các thứ, thì ngay lúc đấy là cái đỏ toàn mắt của nó dồn về phía con ngươi, mắt của nó chuyển biến. Có quay lại video nhưng mà video nó không thể hiện được. Mắt mình nhìn thấy là nó cứ dần dần nó lan về phía dưới, rồi khi mà con nó soi gương lại nó còn reo ầm lên, mắt con khỏng rồi. Mẹ ơi, giỏi quá, mẹ là bác sĩ tuyệt vời. Nhưng mà bạn làm trong tất cả cái liệu trình đấy là làm trong bao nhiêu lâu đấy ạ? Chắc là khoảng tầm 30 phút về mỗi một cái huyệt đấy, thì phải 5 phút thôi đúng không? Mỗi một cái việc đấy em chỉ xay đúng 30 thì đến là bạn chậm thì đến xay chậm phải xay thì đến nhanh hơn em chậm nhanh thì đến ngày hôm sau thì là mắt nó gần như là không còn một tí nào nữa rồi, nhưng mà vẫn cứ cẩn thận thì bấm thêm một cái bộ đau mắt đỏ nó chứ không làm cầm máu không làm cái gì. Đến ngày hôm nay là hỏi hoàn toàn. Còn hôm trước buổi thứ hai